Xin giới thiệu là đang bổ một quả mít nhá. Mít dai chín cây. Đấy, thơm tuyệt vời luôn. Hạt bé. Ui, màu đẹp chưa? Đấy, màu đẹp chưa đó. Mọi người biết lý do vì sao mà bổ mít thì chúng ta sự bổ bằng dao bé này không? Đấy là cái lưỡi dao nó bé thì nó sẽ đỡ dính nhựa vào dao, sau rửa nó đỡ nhanh dễ. Ui ngon quá, tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời luôn. À, cái này thì tí nữa hay gọi Bình cho nó miếng. Ngon quá. Úi dồi ôi, thơm thế. Sâu vào, sâu thì nữa. Nó mới ấy. Ồ, muối ngon đẹp thơm thế. Cái này lấy xong rồi lấy mấy cái hoa. Mít chín này nó ít ấy. Ít Chín nhựa. cây nó nhựa. Nó không có nhựa nhé. Nhựa máy. Ui giời. Lấy hết rồi kìa. Ngon quá. Không có gì để lau à. Có nhựa đâu mà làm. Có cái nhựa nào. Ngon quá. Ngon. Ngon. Hạt bé. Để em lấy mấy cái hạt này. Đưa cái Âu lên bóc luôn. Này để tủ lạnh ăn ngon kìa. Đấy, đừng để báo. Ngon lắm. Hộp bánh à? Cây mít gốc, hoặc quả mít gốc để lấy để làm giống ngọt chín cây luôn. Ngọt của cây ngon quá. Mít này chín cây nhá. Mọi người nhìn muối ngon không? Mấy này ăn no được. Ngon. Ngon chưa?
Đó. Đấy, 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 đấy. Không, cứ vừa dừng video thôi. Đó. Đó.